Vào buổi sáng, tại bãi sau thành phố Vũng Tàu, rất nhiều hoạt động được diễn ra thật sự thú vị như người dân tắm biển rất đông, số thì đi thể dục, người thì dạo biển, ngư dân thì đánh cá, vân vân. Lưới nhìn thấy đa phần là cá nhỏ nhỏ, không biết kêu bằng cá gì luôn. Từ cái bức tường này mà xuống dưới cái cát chiếc kia là tầm khoảng 5 tới 7 mét, rất là xa. Bên kia là cũng có những chiếc thuyền nhỏ, họ cũng đi thả lưới. Rất là nhiều cái chiếc thuyền mà sáng họ đi thả lưới. Và bây giờ là đến lúc họ thu hoạch cá. Cá này là cá gì vậy chú? Cá chích con á. Cá chích con hả chú? Ừ. Này họ thả là chuyên về cá này hả? Không phải cá lớn ha? Không, loại lưới đây nó quýt. Đúng rồi, tại vì lưới này lưới nhỏ ha. Lưới nhỏ. Là mình kêu bằng lưới gì chú? Lưới vũ hả? Ừ, quýt lên là vũ thôi chứ con không có gỡ cá kia. Dạ, nó gì cũng dễ ha. Cá kia buộc phải gỡ. Dạ. Cá đây là phải vũ. Rồi sáng là người ta đã đánh khoảng chừng mấy giờ họ đi chú? 4 giờ rưỡi đi. Dạ. Tới 6 rưỡi rồi người ta vô rồi. Dạ. Nên là họ ra tút kia luôn ha. Cái lưới này nó dài có bao nhiêu mét ta? Nó sâu quá. Cao của nó rồi, phải vậy. Cao nó ba mãi thì nó. Không biết là sáng có một số chiếc thuyền đi mà câu mực không chú? Câu mực có không? Câu mực ở đây không? Không có hả? Dạ. Ở đây người ta chỉ làm là lưới thôi. Vì là cá chích hả? Cá chích hả? Còn cái khác giờ là một quýnh mà cá ảo á. Dạ. Ảo bự á. Dạ dạ. Ảo đó là một cái bọc má là ảo. Có lần con ra Nha Trang con đi thăm du lịch ngoại, hình như là sáng người ta có đi câu mực á. Ừ. Ở Nha Trang á. Đúng rồi. Ở đó nó có nước nó trong hơn. Dạ. Câu dễ có mực hơn, ở đây nước nó đục. Dạ. Hôm qua con tắm biển hình như là con thấy một con sứa, có sứa không chú? Lâu lâu cũng có một con to này. Sứa to lắm. Ừ, nhưng mà sứa to đó không sao. Mà ba sứa nó nhỏ. Gì đó hả? Ngứa hả chú? Đó là sứa nhỏ. Lớn rồi. Thấy cái biển này không bao giờ vắng khách ha. Lúc nào cũng nóng như vậy hết biết luôn rồi. Ở Vũng Tàu giàu phải chứ. Vũng Tàu là một cái tỉnh mà có cái thu nhập từ nuôi đầu người là cao nhất nhì tỉnh của cả nước á. Ghê lắm. Dạ, mấy năm nay thì hình như là xuống thứ hạng năm rồi là Bình Dương nó cao nhất á. Chú là dân địa phương ở đây hả chú? Dân ở đây. Chú cũng làm nghề vậy. Dạ. Con thì ở Hậu Giang, con ra đây. Ở miền Tây. Ở Hậu Giang, Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, Cần Thơ đó. Đó là hồi xưa thì tách từ Cần Thơ ra chú. Đúng rồi. Kế bên luôn á. Dạ dạ. Mấy bể Nguyệt á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con thì ở Vị Thanh. Vị Thanh. Dạ. Cái đường ấy có đi biển ra, chú đi hồi xưa chú đi lớn. Đi dạ. Đó rồi. Tức là mình đi đó mình về đến bán cá ha. Đúng rồi, đi Điện Thanh á, đi Trà Ôn bên lên. Trà Ôn và dạ, Vĩnh Long. Trà Ôn Vĩnh Long á. Dạ. Ở bên lên Cần Thơ cái đi bên đường Điện Thanh. Dạ. Xuống tới Cà Mau luôn. Đó là hồi xưa chú làm người lớn. Dạ. Cha này lớn tuổi rồi nhiều rồi, nhỏ này. Bữa nay sao chú không đi đánh cá?
không, không có cá không đi. Ít thôi à? Ừ. Cái mùa nào nó mới có nhiều hả chú? Mùa này nè. Nhưng mà mùa này hả? Nó có sức bão gió thôi. Dạ. Mùa này nó có. Không vô thôi, vô là 4 năm tạ. Em bé tạ ăn thắng. Dạ. Nó giờ nó có nhiều. Vậy là vô bị lỗ à? Dạ. Ít chú hay chú? Ít chú à? Nhìn thấy không biết rồi, ít. Ví dụ vô không có, mình đưa các bạn cái 4.400. Dạ. Cái tên tiền dầu nó là 500. Tiền dầu nữa ha. À. Rồi mình để đó thì cứ rồi từ từ có một từ. Bữa nào mà nó có nhiều á. Rồi dạ. Còn như cái bạn rồi cái bắt đầu dưa hai. Ngày nữa, bạn nữa. Tức là sáng ra vô đường 100.000 ha. Ờ, có yên tâm. Dạ. Ngày qua con tắm chung cỡ 2 tiếng đồng hồ. Bữa nay đoàn con về rồi. Chiều nay về. Bãi sau tắm sạch. Dạ. Ngày hôm qua hồi tối đi qua bên cái bãi trước á. Sao mà gác ở đâu mà tấp vô đó quá trời luôn trời. Gác ở Cần Giờ á. Cần Giờ là của thành phố Hồ Chí Minh. Xuống. Chắc là gió giặt vô đó chú ơi. Nó giặt vô đó. Mình bây giờ mình là mình dẹp cỡ nào nó cũng vô đó. Vô. Nhìn kia nó xả xuống rồi. Tự ba cái lục bình đó là nó thuộc của ở Tiền Giang mấy rồi á. Dạ. Dạ. Đâu ra rồi, ngày hôm qua hay đi tắm biển thấy có một nhóm nó lội từ cái đoạn đó đó, nó lội qua bên kia mà thuốc về kia á là nó làm gì chú? Đó là bị cấp cứu á, nó tập á gì đó hả? Ờ. Hèn chi con sợ con tử là nó bị vô không được. Có đâu. Kìa, có ra thuốc kia kìa. Ờ, trời dữ vậy trời. Là cái dạng nó chuyên nghiệp vậy. Ừ. Vậy là cái gì là nó chết người rồi. Dạ. Ồ cũng quá chuyên nghiệp ha. Đó là nó tập hàng ngày cho nó. Dạ. Dạ. Nè, nút kia kìa. Ừ, đúng rồi đó. Rồi đó luôn. Đây là ông thấy. Mấy cây sào với cái cây mà cọ đen đen là gì chú? Thì cái khu vực đó nó cấm là mình tính không ra bơi ra cái. Tức là không bơi ra khỏi đó. Đúng rồi. Rồi chỗ đó là cái ao nước chảy tới. Là không được lại gần cái cầu đó hả? Không. Chắc là nó sâu quá. Chỗ nước xém. Dạ. Mấy chỗ đây là bình thường. Dạ. Là cho cấm. Kỹ lắm cái mà sợ ấy cũng bị chết à. Chung mà tại mình thích mạo hiểm mà mình không có kỹ, mình không có vô trong mé nè. Nó lôi mình ra ghê lắm. Cái tấm trong là mắc gì đâu. Đó vậy mới nói. Bay lộn ra rồi sâu á. Dạ. Vô không được luôn á, chết luôn. Biển ở đây nước nó cạn á. Thấy từ ngoài nước nó sâu á. Dạ. Tấm sụp dịch ra là dễ bị chết. Đúng là cái nguồn lợi mà từ biển nó mang lại là vô tận hả chú ơi. Quá trời khủng khiếp, quá lớn. Chắc là mấy cái thuyền này mà đi thả thì cũng ít mà đằng kia ít luôn không chú? Cái đâu có nhiều phải không? Là nó chung nhau. Khu du lịch không cho đậu nhưng mà đúng ra là nó không cho. Dạ. Nhưng mà nó cái truyền thống của nó như giờ. Dạ. Nó quy định có bao nhiêu chiếc xe được đậu không? Vậy thôi chú. Cũng ưu đãi cho người dân ha. Thế nếu mà dẹp luôn thì sống bằng nghề gì đây? Khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
động số công nghiệp ở trước đó, cái đậu ở đây sắp tháng 8 mình vô, tháng 8 sông lớn phải không? Tháng 8 là có. Dạ dạ. Chính dương ha. Bởi vì cái sóng lên tới đây một chút, tới đây không? Không không ấy đâu, nó chạy lên tới bờ này đâu. Dạ, tới bờ. Mùa bão ha. Thì mình đậu đâu được. Dạ, nó làm đập hư luôn á, banh luôn á. Lúc đó anh không gửi luôn, nó tự động đi. Hư thiền đó. Dạ, có một số nhóm nhà túc ngoài kia kìa, thấy không? Là dân mình đó, dân biển mình đó, kè cái đó luôn kìa. Chứ đâu phải là mấy người tập bơi đâu, ý mà chuyên nghiệp đâu. Phải không chú kìa, túc kia kìa. Đây đất biển mình đó. Rồi trời, cái tới rồi kêu luôn. Nó không thấy nó kêu vô. Chú kêu là không có cá giờ chú không đi. Tàu chú đậu đâu chú? Đây nè, đậu sát nè. Đó đó hả? A few minutes later. Rồi mọi người bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng. Nơi ăn sáng tại khách sạn. Ngày sáng ngày 26 tháng 7. Uống thì lại lấy nước này nè. Buffet anh Linh. Buffet. Ăn gì lâu? Uống gì lâu? Rồi đây là cái khuôn viên thức ăn. Tự chọn. Trái cây. Ăn này trước này nhã quyên. Bánh mì. Cơm chiên châu. Quay dài để đi. Đâu cơm lên bảo. Đó, cơm đâu? Cơm viên châu đang đó. Dạ. À. Ừ. Ồ, cơm chiên châu. Bao ăn luôn mọi người ơi. Thầy Bảo lựa gì đây thầy Bảo? Này là cái gì? Cá mồi. Trứng. Còn cái này là cái gì đây? Rau củ ha. Với rau củ xào. Ủa này là mình ăn thoải mái luôn hả? Ừ. Đã dạ. Ê, ăn cái gì món này? Nhiều món lắm lòng ơi. Cái này xúc xích. Chả chiên. Cái gì? Quá trời món luôn rồi. Thầy Phan lửa gì rồi thầy Phan? Mì. Nước cho nè. Bún mà mì gì? Hả? Bún mà. Bún. Mì bún cũng được, nước là được. Rồi quá tuyệt vời luôn. Kia là gì? Trứng luộc, cá hộp. Đây có gì?
đúng vậy thì ở đâu có là ở Phú Quốc phải không? Phú Quốc. Phú Quốc đầu tiên luôn. Biết phải không? Đúng rồi, Phú Quốc phải không? Em ăn rồi mà. Hết chưa? Hết rồi. Rồi giờ quay lại được đoạn à. Ăn hồi đó em đi theo đoàn á, đi theo đoàn luôn. Hả? Đi theo đoàn. Dẫn ăn gì? A few minutes later. Được nhiều lắm. Rồi, cuối cùng những món mình chọn sau đây. Cái này món gì trời? Không biết được món rồi. Thập cẩm hàm bà lăng. Thập cẩm hàm bà lăng. Trời ơi trời, cái cụ Duyên giờ mới xuống trời. Tốt canh phê ngọt. Tiếc canh phê tự. Rồi, mời tất cả mọi người dùng buổi sáng nha. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Ở đây có phút về này có canh phê tự nữa nha các bạn. Sao thấy ta? Đó. Tự bút rồi đó, còn đâu nữa. Vậy đó hả? Đặt có nhựa nhựa giống canh phê tự. Lại nè, lại cho vui, lại cho vui nè. Nguyên cái mâm này sao vậy? Trời ơi! Cái này mình ăn giống như kiểu mấy nước mà Hàn Quốc, Nhật Bản rồi ha, mất rồi ha, bài ra nhiều món. Có trình bảo thêm đi, thêm chứ. Dễ buông đũa chứ gọi là thôi đâu. buông đũa là ói hả? Ói. Lên ngồi nè chú Minh. Lên ngồi nè. Nguyên một ngày mình ăn bánh đẳng bụng chết. Nó nói chứ. Dịch cơm nhiều hơn. Cơm đúng rồi. Nãy cơm không? Bây giờ cơm nữa. Có bún lọc á. Bún lọc cũng ăn rồi. Bún lọc cũng ăn rồi. Bún lọc ngon. Đi kiếm cái dài dở mấy cái tụng mấy ở cũng dài dữ. Em mới uống được. Bạn ăn chạy. Thế ngủ rồi. Ừ, tiên ăn một món cơm, cái món chim cơm chân trâu á, đặc sản này vậy, nó làm ngon. Mà tối ở chỗ nhà hàng á, ngon. Sau đó là chú một tô bún này, ngon quá. Mà tối xong đó có nhà hàng đó thầy. Dọc anh đều người nó cỡ Lâm Thái Lon rồi đó. Thầy làm nhiều hả? Chục mấy. Bởi vì bốn người quốc khách hai không. Bởi vì rừng càng dài càng cay đúng không thầy? Quá cay. Còn nó mua ba hải sản nữa. Để ăn cùng nãy bây giờ ăn rẻ mới thấy là đắt trời đắt giá luôn. Rẻ đắt nhiều lắm chứ. Sứ biển mạnh không người. Sứ biển mà. Hào thấy rẻ, hào nốt, hào nó sốc. Mấy bùa bạc ha. Hết đồ ăn thôi. Hết đồ ăn thôi. Nhiều lắm chứ. Cơm đó. Đằng kia nó còn ba cái thùng nữa kìa, mỗi thùng là nó 2.000 gì đó. Mát nữa. Như bãi biển ngon lành chết luôn, chứ ngồi. Nhưng mà ngồi đông thì được, nhưng mà ngồi 1-2 người cũng tốt rồi. Anh Linh đó là ảnh cái dạng là ảnh gà, thử gà. Bè mình đó. Bé heo đó, đi ngang cái cạnh đó. Nếu không có đúng mắt, nó gà yếu là ngủ ngay. Bữa hôm nay gọi á là thằng Phúc bạn, thằng Phúc con số thọ á, thằng Phúc đỉnh rồi thầy nhớ à. Đây, ông đó hả? Là nó đi xe em ra đây. Xong xuôi á là nó cũng dặn tiếp theo đó. Chuyến vào này. Bắt đầu á là nó lên cái trạm ở rồi. Rồi xong rồi. Có ông số thọ và số thọ theo nữa. Cái bắt đầu cái lên cái em mới nói gì thôi về tao lên phòng. Khi nào mày có nhậu á, mày điện cho tao. Tao xuống tao nhậu với mày. Hả?
cái em lên phòng không được, không được để quăng nó điện ấy, nó rủ thằng anh em mà gửi nó anh em không được để quăng thì bận buồn sọt không có để nó em định tiền thì muốn cũng mỏng thôi theo còn nó thì hộ có nguyên xe ghi điện hộ tiền còn này nó không nguyên xe ghi họ cho anh để đi phải xuống chứ bãi biển này cứ làm gì không có thắc lắc chút xíu rồi anh là phê phê lên ngã ngang đó rồi nó mất không còn đồng bạc nữa. Ok mình nhờ hên hai chị cái khâu hai chị dạng để ngăn bóp mà để trong á nó lục không thấy rồi còn cái khâu hai chị dạng như là sáng em điện hỏi em nó ủa sao kỳ ta rồi bắt đầu ở trong nhà đó đâu có ai có số điện thoại em cái em ở phòng nội bộ em lội lại ở lại rồi thì nó nói có thằng đi qua đi lại đi qua lại nói rồi xong cái gì lụm là nhậu cái trói không nhậu á bằng đêm ấy xuống dưới bãi biển không hiểm hết trời nguy hiểm á được đâu không nó đi qua đi lại thì nó cầm một đứa thuốc gì thôi là chút xíu thầy ngủ không đường nào không ngủ xong mê mà ngủ là nó lấy không còn một cách gì nhưng mà đặc biệt là nó không lấy giấy tờ nha tại vì nó biết lấy giấy tờ nó cũng không có không tiền được không lấy giấy tờ lấy giấy tờ chứ dễ bị có cái giò trời ơi cái bãi biển nào cũng vậy bãi biển Nha Trang cũng vậy ban đêm mà thầy một mình hai người thôi thầy ra đó ngồi lắc chút xíu rồi thấy thầy mệt rồi mà đông thì không sao nè đông mình nó là mình nhậu nhẹt mình nhảy nhót rồi chơi vậy đó chứ không sao hết là một hai người ra đó lắc là thấy ngồi no cái bãi Nha Trang á là em có đi một đêm nhưng mà cái nhóm thời cũng đi đó một nhóm luôn thì không chào hết chứ vô cái khu đại gì đó rồi kiểu như vậy khu đại gì như nhóm đeo ở Vũng Tàu cái kiểu đi đâu đó thì không chào nhóm nhóm là nhóm nhóm cái thằng có đi làm còn một hai người là vậy đi làm cái gì đường có diện rồi à chết cha cái điện thoại kia rồi chưa đi lên nước uống thôi, hết nước rồi. Thì lên uống nước gì? Cam. Cam. Ăn rồi đó hả? Ăn thêm gì đấy? Còn tráng miệng. Rồi giờ tráng miệng với món gì? Mọc chén cơm với mọc. Mọc lại đi vậy. Bún mọc. Gì hả? Gì hết cái gì? À hả? Hết đúng rồi. Hỏi về báo một câu tráng cơm một bún mọc còn nhiều tráng miệng. Quá trời luôn. Đi cây. Giờ kiếm nước uống cái đi. Ăn gì nữa không? Thôi hả? Thôi rồi đi tắm mới lên tắm không dọc xe bắt nạm thanh long đi tráng miệng mình thanh long không ăn gì hấu uống nước ép gì hấu trời uống nước rồi không nhai mày hấu nhìn thấy không ngon liếm thôi không phải có nghĩa là thay vì uống nước ép gì hấu thanh long mình ăn gì hấu
một miếng bánh ngọt. Miếng cuối cùng miếng tam nghiêm à, miếng bơ đi. Cái tam nghiêm không rồi xong thấy cho con ăn á. Hồi đó là hồi là hai mấy ba năm trước rồi, thấy dùng thứ mà em chỉ có làm